Hello, em chào tất cả các bác. Em lên sóng một chiếc đồng hồ để bàn thương hiệu là Citizen Sa Băng. Chiếc này có giờ thế giới luôn nha các bác. Chiếc này sử dụng máy lớn kim trôi, khung là khung nhôm mạ vàng nha, còn đế là đế gỗ. Chiều cao của chiếc này là 25 cm, còn chiều ngang là 22,5 cm, còn chiều sâu vô là 10 cm. Rồi bác nào yêu thích chiếc này thì cứ alo trực tiếp em qua số điện thoại 0918 1 202 67, và đây cũng là số Zalo của em. Các bác kết bạn Zalo giúp em để cần hình ảnh hoặc video gì đó em gửi thêm cho các bác tham khảo nha. Nên em quay chi tiết phía sau cho các bác xem. Một cái nấm bên đây là điều chỉnh là giờ thế giới, còn bên trong là điều chỉnh giờ, một kim chung. Rồi em kết thúc video, chào tất cả các bác.